Trong phân khúc SUV có mức giá 1 tỷ đồng, Hyundai Tucson là mẫu xe Hàn Quốc được rất nhiều chuyên gia và khách hàng đánh giá cao ở khâu thiết kế sản phẩm và những trang thiết bị tiện ích hiện đại, không gian rộng rãi mà mẫu xe này mang lại. Các đối thủ của Tucson như Honda CR-V, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander dường như đang phải dè chừng một cách thận trọng khi tháng 12 năm 2021 vừa qua, Hyundai thành công đã chính thức ra mắt Tucson thế hệ hoàn toàn mới với sự lột xác về thiết kế, đi kèm cùng với đó là các trang bị tiện ích hiện đại cho xe. Hyundai Tucson 2022 được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam với tổng cộng là 4 phiên bản và 7 màu sắc lựa chọn. Giá bán của các phiên bản mình xin phép được đặt bên trên màn hình để quý vị và các bạn có thể tiện tham gia và theo dõi. Hyundai Tucson 2022 thế hệ hoàn toàn mới sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4630mm x 1865mm x 1695mm. So với đời cũ, Tucson 2022 dài hơn 150mm, rộng hơn 15mm và cao hơn 35mm. Chiều dài trục cơ sở xe ở mức 2755mm, tăng 85mm. Như vậy, xe thuộc phiên bản trục cơ sở kéo dài, khoảng sáng gầm xe đạt 181mm. Các thông số này đều mang tới cho mẫu xe SUV đến từ thương hiệu Hàn Quốc, có ngoại hình to lớn và cân đối hơn khi đặt cạnh các đối thủ như Toyota Corolla Cross hay Mazda CX-5. Ở phần đầu xe, Hyundai Tucson 2022 gây ấn tượng mạnh với giải đèn LED định vị vào ban ngày, ẩn vào bên trong lưới tản nhiệt. Đây là phần chi tiết mang đầy sự táo bạo của các kỹ sư thiết kế đến từ Hàn Quốc dành cho mẫu xe này. Nằm ngay phía bên dưới là hai đường gân dập nổi bên trên nắp capo xe, được Hyundai xử lý với những đường cắt rõ ràng và dứt khoát, mang đến một phong cách thể thao và táo bạo cho xe. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước, ngoại trừ phiên bản xăng tiêu chuẩn, được sử dụng đèn halogen bi cầu, các phiên bản còn lại đều được trang bị bóng đèn LED hiện đại nhằm tăng cường độ chiếu sáng xa và tốt hơn. Cụm đèn chiếu sáng này có khả năng tự động tắt bật theo điều kiện ánh sáng phía bên ngoài, là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản Tucson 2022. Cản ba đờ sốc trước của xe được tạo hình với chữ X cách điệu, đối xứng phần mặt ca lăng giống như cánh chim nằm ở bên trên. Thiết kế này vừa mang đến sự ấn tượng, vừa cân đối, vừa tạo ra khoảng không gian hợp lý cho cụm đèn chiếu sáng chính của xe. Nổi bật nhất ở phần thân xe đó là những đường gân cắt xẻ táo bạo đầy cảm hứng. Nhiều chuyên gia và khách hàng nhận định rằng việc Hyundai sử dụng những đường gân dập nổi phá cách trên giúp chúng ta nhớ tới thiết kế của mẫu xe SUV siêu sang Lamborghini Urus. Gương chiếu hậu của Tucson 2022 cũng được trang bị chỉnh điện, gập điện, tích hợp sấy, đèn xi nhan LED báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm cho tất cả các phiên bản. Ở phía hông xe, bên cạnh những đường cắt xẻ táo bạo là bộ la răng 5 chấu đường kính 19 inch với kiểu phay xước sử dụng hai tông màu. Tuy nhiên, bộ mâm này cùng với thông số lốp là 235/55 là trang bị duy nhất trên phiên bản xăng turbo 1.6 lít cao cấp nhất. Các phiên bản xăng đặc biệt và dầu đặc biệt sử dụng bộ mâm nhỏ hơn với kích thước 18 inch. Riêng phiên bản xăng tiêu chuẩn thấp hơn được trang bị bộ mâm đúc 17 inch màu bạc. Thiết kế cụm đèn hậu giống như cánh chim mang đến sự hiện đại và ấn tượng cho xe. Đồ họa 3D của cụm đèn sau sử dụng các mảng tam giác mini, cực kỳ ăn nhập với cụm đèn LED nằm phía bên dưới lưới tản nhiệt phía trước. Hệ thống ống xả của Tucson 2022 cũng được Hyundai đặt ẩn vào bên trong, giúp phần đuôi xe trở nên gọn gàng và tinh tế hơn. Khoang cabin của Hyundai Tucson 2022 gây nên sự bất ngờ cho người dùng với những trang bị hiện đại và công nghệ không hề thua kém các dòng xe cao cấp. Nội thất xe sử dụng tông màu xám lông chuột kết hợp với nâu đậm trên phiên bản 1.6 turbo. Còn lại các phiên bản thấp hơn chỉ sử dụng một tông màu xám trung tính. Điểm nhấn chính là phần màn hình trung tâm giải trí kích thước 10,25 inch, đi kèm là các chi tiết bọc da, ốp nhựa đen piano sang trọng. Cụm điều khiển điều hòa là dạng cảm ứng, tích hợp ngay phía bên dưới phần màn hình trung tâm giải trí. Trong khi đó, đồng hồ táp lô xe lại sử dụng chung thiết kế với người đàn anh Hyundai Santa Fe. Phong cách chia táp lô thành hai tầng, uốn cong và mở rộng sang hai bên giúp tạo nên sự thông thoáng và độc đáo cho khoang cabin xe. Vô lăng trên Tucson 2022 là một chi tiết góp phần tạo điểm nhấn cho khoang lái. Vô lăng 4 chấu này có lẽ là lấy cảm hứng từ thiết kế của Audi. Tính năng sưởi vô lăng cũng được tích hợp hầu hết trên các phiên bản của Tucson trừ phiên bản xăng tiêu chuẩn. Ngay dưới vô lăng là lẫy chuyển số thể thao. Cần số dạng nút bấm cũng là điểm nhấn trên hai phiên bản dầu đặc biệt và xăng turbo, mang đến ấn tượng hiện đại và cao cấp vượt tầm phân khúc cho một mẫu xe crossover đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Hyundai Tucson 2022 được trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản là phần màn hình cảm ứng 10,25 inch, hỗ trợ kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, đi cùng hệ thống 8 loa Bose cao cấp. Riêng bản xăng tiêu chuẩn được trang bị 6 loa thông thường. Các tính năng khởi động nút bấm, khởi động từ xa, ghế lái và ghế phụ chỉnh điện,
ghế lái có chức năng nhớ vị trí, sưởi và làm mát hàng ghế trước, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động auto hold, mở cốp điện thông minh, cửa sổ trời toàn cảnh sẽ có trên những phiên bản cao cấp. Hàng ghế phía sau của Hyundai Tucson 2022 được các chuyên gia và khách hàng đánh giá là cực kỳ rộng rãi và thoải mái so với những đối thủ khác trong phân khúc. Đây cũng là ưu điểm lớn của Tucson so với thế hệ trước. Cốp sau của xe có dung tích là 539 lít. Bên cạnh đó, người dùng có thể gập hàng ghế thứ hai theo tỷ lệ 60-40 để mở rộng không gian lên tới 1.860 lít, tối ưu cho việc chuyên chở nhiều hành lý. Chiếc crossover đến từ thương hiệu Hàn Quốc cung cấp cho khách hàng 3 tùy chọn động cơ và 2 hệ dẫn động khác nhau. Động cơ xăng 2.0 lít SmartTrim sản sinh ra 156 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 192 Nm, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước. Động cơ dầu 2.0 lít SmartTrim sản sinh ra 186 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 416 Nm, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước. Động cơ turbo 1.6 lít SmartTrim sản sinh ra 180 mã lực và 265 Nm, kết hợp với hộp số liên hợp kép 7 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh Hitchcock. Tucson 2022 được trang bị bổ sung gói an toàn chủ động Smart Sense với một số tính năng an toàn hỗ trợ người lái như hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo người ngồi phía sau, kiểm soát hành trình thông minh với tính năng Stop và Go. Chi tiết và cụ thể mình xin phép được đặt bên trên màn hình để giúp cho quý vị các bạn có thể tiện theo dõi. Nếu các bạn muốn tìm kiếm thông tin về xe, hãy vui lòng truy cập vào đường link mà mình đặt ở phía bên dưới mô tả và bình luận của video. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.